Úi dồi, ở đây còn to hơn hay sao chứ cô? Nhìn nó to nhỉ. Cái này là về dán nhóm rượu là đường còn đấy bác gì nha. Đây là cá này bắt dế nhỉ. Nếu thả riêng ao. Cá này bằng hai ngón tay rồi bác gì nhỉ? Vâng, bằng này. Lâu lắm không được xuống thành phố đấy nhỉ bác nhỉ? Vâng, lâu rồi thì được hơn 20 năm mới. Úi dồi ôi. Vâng. Được hơn 20 năm không được xuống thành phố rồi. À, hòn đá ở đây là cá sẽ ở đây đúng không? Đây này các bác ơi. Cá xuống ao hết rồi này. Vâng. Cô đưa còn sang bằng mới rồi. À. Nó này sao? Úi dồi ôi, từ. Để giúp ơi. Úi dồi ôi. Úi dồi. Giúp đi. Cháu Quyền xin chào các bác, xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang ở bên trên nhà của bác Dĩ các bác ạ. Và ngày hôm nay thì cháu có một chuyến là đưa em Văn Hóa TV là đi về quê. Thì tuyện đây đi xuống đi kia ấy thì là bác Dĩ bắt tay cái. Ngày hôm nay là cho bác Dĩ là đi cùng xuống dưới Quang Bình để đi bắt cá về thả ở ao nhá bác nhá. Hôm nay là cháu đưa em Hóa đi về Bắc Cạn. Thì cháu chỉ đưa đến Quang Bình thôi. Em mới đi xe khách xuống. Thì bây giờ là thôi mình tiện đi như thế thì cho bác đi cùng để đi xuống như kia lấy cá. Lấy cá về nuôi. Nhá. Đấy, bác gửi lời chào đến quý vị khán giả tí đi. Xin chào các bác. Bác là đi xuống kia bao giờ chưa? Chỗ mà lấy cá. Chưa. Thì nó nghe em đi. Có biết không? Biết. Tí sợ đi không có ấy. Có. Mùa này có cá không? Có mà hôm nọ thằng Dữ không đi vừa mới đi lấy hả? Đấy, ngày trước là bác Dĩ thì có cái cây thuốc đau nhức xương khớp ấy các bác. Thì cháu là bán hộ bác ấy. Thì bây giờ cháu đang cầm tiền hộ bác ấy là 700.000. Đấy. Cái thuốc xương khớp của bác ấy thì cháu bán được lấy tiền lãi để cháu đi mua cá về thả ao. Vâng nhá. Vâng, cảm ơn các cháu. Đấy, bây giờ còn không thuốc xương khớp ấy? Còn tí. Đấy, trong thời gian tới thì cũng rất là mong các bác sẽ ủng hộ thêm để cháu có thêm kinh phí. Đấy, những cái sản phẩm đặc sản vùng cao hiện tại cháu đang bán thì về những cái sản phẩm mà bán hộ các em hay là hộ các bác như thế này thì khi mà bán được ra sản phẩm có tiền rồi thì cháu sẽ sử dụng cho các hoàn cảnh. Bây giờ sẽ đi xuống tít đấy kia để mua cá các bác nhé. Từ đây xuống dưới kia thì sẽ phải rơi vào tầm khoảng độ hơn 100 cây số. Đi trong vòng độ 4 đến 5 tiếng. Cả đi cả về thì chắc là tầm khoảng độ 6 đến 7 tiếng gì đấy. Đấy, bây giờ là mình sẽ xuất phát thôi nhé. Đi. Đấy, hôm nay là cháu cũng lấy xe của anh Hiếu đi chở em Hóa đi xuống dưới kia. Bác đi ô tô bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Lần đầu tiên luôn à? Vâng. Có say xe không đây? Không biết được. Không biết à? Vâng. Thế tí chuẩn bị túi bóng cho bác nhé. Vâng. Ôi, đây là cái gọi là cảm giác lần đầu tiên đi ô tô hay sao ấy các bác? Đấy, dép để quá. Đi dép vào chứ? Vâng, quên. Đi dép vào mà. Vâng, tưởng là như đi cơm sàn. À, đi. Đi. Vâng. Tiếp để dép vào đây tí... chả ai lấy mất à? Không nhớ. Được chưa? Đấy, đấy, lấy, đi. Lấy để, vâng. Để gọn gọn mà. Vâng, tưởng là lên nhà. Lần đầu tiên ngồi ô tô đúng không? Vâng. Tí bác phát biểu cảm nghĩ nha. Đấy, bây giờ là xuất phát rồi các bác. Bác gì là lần thứ mấy được ngồi ô tô rồi? Đâu, lần đầu tiên. Lần đầu tiên à? Vâng. Thế cảm giác nào bác? Đi giết ạ. Giết sướng rồi. Giết sướng à? Vâng. Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Được là 56. 56 tuổi là lần đầu tiên được ngồi ô tô. Vâng. Hôm nay là sẽ đưa bác đi tìm vợ nhá. Ừ. Đi bắt cá xong là đi xem là có bà nào gọi là cô thôi nhỉ.
xem có cô nào mà ở dưới kia trồng bò trồng chê mà lấy hỏi lấy số cho bác. Ở dưới kia có người yêu cũ không bác? Không có đâu, không được đi lần nào. Chưa được đi lần nào luôn. Vâng. Tí nữa sẽ lấy cá về để thả ở ao. Đến Tết là từ giờ mình thả nuôi đến Tết đấy là chắc là được thu hoạch rồi nhỉ? Vâng. Nó lớn chưa? Chưa, chắc là chưa đấy mà. Từ giờ đến Tết chưa lớn á? Vâng. Thôi nuôi để làm giống được thế. Vâng, để làm giống hàng năm thôi. Một con là họ bán bao nhiêu có biết không bác? Thường thường nó họ lấy về đây bán thì mấy con 5.000, 10.000 đấy. 5.000, 10.000. Vâng. Nên chắc mình đi xuống kia lấy chắc tầm khoảng độ 2.000 thôi. Vâng. Nhờ. Vâng. Một con 2.000 thôi, rẻ. Đi vào tận nơi lấy. Mà đường hôm nay đi thì sợ mưa là nó đường nó sạt không đi. Sợ bị tắc đường thôi. Bác ăn sáng chưa? Ăn rồi. À. Vâng. Nếu mà ăn sáng rồi tí mình cứ đi xong là tí về ăn trưa nhá. Vâng. Không dừng ăn sáng nữa. Thưa các anh chị, là hiện tại thì cháu với cả bác dì là ra đến huyện Quang Bình của tỉnh Hà Giang rồi các bác. Xuống như này thì có trại cá giống, thì tí nữa cháu với cả bác dì sẽ đi ra đấy để mua. Hiện tại thì đến đây rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy cái chỗ mà bán cá giống các bác ạ. Đấy. Bác gì là ngủ được giấc nào? Được một giấc rồi. Ngủ một giấc. Vâng. Đói chưa bác? Chưa. Tí nữa bác cháu mình mua xong đi tìm quán cơm ăn cơm đó nhỉ? Vâng. Cơm xong đi về, chắc về đến nhà là tầm khoảng độ 2 đến 3 giờ đấy. Vâng. May mà hôm nay đi không bị tắc đường nhỉ? Vâng. Ô, vừa nãy nhìn thấy mấy cái biển gọi là có cá hay sao mà bây giờ lại đi qua hay sao rồi nhỉ? Yeah. Thưa cô bác, là vừa rồi thì cháu với cả bác dì là đi sang trại cá ở bên kia nhưng mà người ta không ở, thì bây giờ là quay về đây để ăn cơm đã. Ăn cơm xong là bác cháu sẽ đi lấy cá, sau đó là lấy về để nuôi làm giống các bác ạ. Đây, cá này bác. Cá này cá gì biết không? Chấm à? Mấy nữa mình tí nữa mình lấy giống của cá này về nuôi luôn nhỉ? Vâng. Ừ. Đấy. Bác ăn cơm đi. Đấy. Đấy, xới cơm ăn đi. Đây. Nước chấm đây. Hôm nay phải ăn hết hai bác cháu mình phải ăn hết âu cơm này nhá. Gì lâu lắm không xuống xuống đến đây rồi nhỉ? Vâng. Thế ngày xưa xuống đây xuống bằng kiểu gì? Trước rồi xuống thì về thổ hàng lấy về lấy muối từ đây đấy. Lấy muối ở đây á? Vâng. Ui dồi, đi xa thế cơ à? Vâng. Trước lúc bé cùng ấy bố về. Thế lúc đấy là cháu xin. Lúc đấy là chắc là đi bộ à? Đi bộ ấy, đi có người đi. À, dắt ngựa đi theo để đi, ừ. đi chở muối về nhà đúng không? Vâng. Cháu mời các bạn ăn cơm nhá. Em mời các bạn. Vâng. Ăn đi, ăn hết. Vâng. Không no thì lại gọi tiếp. Vâng. Lại ăn thêm một bát nữa. Đấy, bác ăn đi. Vâng. Ăn đi. Ở đây ăn cơm không uống rượu đâu nhỉ? Vâng. Vâng, cơm đi bác, ăn cơm đi. Thử miếng cá này xem có ngon không. Đấy. Đấy, bác. Bác thì ăn đi. Ăn xong là đi bắt cá thôi. Dạ. Đây là thịt gà rang gừng các bạn. Đây là chả đã lốt. Và đây là thịt cá.
cho bao miếng cá này. Vâng. Thưa các anh chị, là hiện tại thì cháu với cả bác Dĩ là di chuyển xuống đến đây là huyện Bắc Quang. Bác xuống đây mấy lần rồi? Rồi từ hồi trước về đó. Lúc nãy ở trên nhà xuống thì bảo là vào Quang Bình lấy, nhưng mà Quang Bình thì không thấy ở đâu có. Thế là vào trại ở tận huyện Bắc Quang luôn để lấy. Thì từ đây về nhà mình cũng khá là xa đấy. Vâng, xa. Đấy thì bây giờ là đi hỏi cá xem ở đây có những cá gì. Nhà cô này là ở huyện Bắc Quang các bác ạ. Các bác ở trên kia mà muốn lấy cá giống thì có thể xuống đây nhà cô này lấy. Chào cô nhá. Cô ơi, cháu xem ít cá. Vâng. Ở trong này ạ? À? À đi đường kia, bác gì ơi? Đó. Đi đường kia, đường kia. Vâng. Đi đường kia. Đi đường kia vào ấy. Cứ lại này. Đi. Cứ lại này cân cân bao nhiêu? Đi 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 xem một vòng ấy. Đi. Đi xem. Cứ đi xem hết một vòng đã. Rồi. Xuống đến đây rồi đúng không? Vâng. Đấy, tôi níu cái đấy nó quả bóng à. Ui, cá này to phết đấy nhỉ? Vâng. Đấy. Cái này bán theo cân à cô? Nhà mình có những cá gì vậy cô? À. Như bác Dĩ ở trên đấy là nuôi cá gì à bác Dĩ? Cá chấm thôi. Cá chấm à? Vâng. Ở đây có cá chấm hết đúng không? Vâng. Cá gì cũng có mà, cô bảo ấy. Đấy, đàn này to to đấy. Về thì cá vượt. Đâu? Chỗ nào cá gì? Cá vượt. Đây chắc là chấm thôi. Cá vượt đây à? Vâng. Mỗi một bể này là một loại cá khác nhau. Đây có một đàn to này. Nhờ. Đây cá gì ấy bác gì? Đây cũng chấm thôi. Cá chấm á? À? Chấm cái loại này bé hơn. Bé hơn thì nhiều hơn ấy. Vâng. Tôi nghĩ là nếu mà lấy về thả lấy loại này là được rồi. Vâng. Nhờ. Cái kia hơi to ấy. Thì nó... Vâng. Nếu mà bán theo cân... Cái này chắc là đắt hơn. Sao lại đắt hơn? Cái này giá nó bé. Giá nó còn bé thì nó được nhiều con hơn thì nó... Ui, cái chỗ này mới nhiều nhỉ? Cái này cá gì đấy? Không biết được. Bác gọi chủ quán ra để hỏi xem nào. Đây không thì không phải cá chấm chứ. Đây á, đây không phải đâu. Ừ, đây chắc là cá trôi thôi. Cô ơi! Ở đây là cá gì ạ? Cá vược á? À? À đây là cá vược. Cá vược ở trên đấy nuôi có hợp không? Bác gì? Hợp thì hợp, nó không... Thế là không. Chỉ nuôi một loại là cá chấm thôi đúng không? Ừ, một loại cá chấm, đến đây lấy cá chấm. À. Cái loại này? Bên này cũng cá chấm à? Đây chui à? Chui. Ấy nắm tôi ní lên hổ. Thế là mình chỉ lấy cái loại cá chấm thôi đúng không bác gì? Vâng, lấy cá chấm thôi. Không có cái loại bé hơn con này à cô? Đây là bé nhất rồi à? Bé với to là giá như nhau hết à cô? Bé hơn. Bên này bé hơn à? Một cân là 80.000 đúng không? Vâng. Thế lấy 10 cân trước nhá. Ừ. Cái này có đủ 10 cân không? Đây khoảng... Thừa. Hả? Nhìn ít ít mà nhỉ? Thế cô lấy cho cháu 10 cân trước. 10 cân đủ nuôi chưa? Đủ. Bác gì? Ừ, lấy bằng đấy thôi. Lấy thả tạm trước nhỉ? Vâng. Tới này có kinh phí thì lấy thêm thì... Vâng. Chắc là cô ấy gửi lên cho thôi. Vâng, sang năm thì mình lấy cá. Cháu ở Xín Mần ạ, à, huyện Xín Mần. Có gửi không cô? À. Các huyện ở trên đấy là đều gửi hết nhỉ? Một cân đây có khoảng mấy chục cân? À, mấy chục con? Hả? Một cân thì được tầm khoảng độ 20 con.
một cân 20 con. Thế có được 200 con này. Nhờ. Vâng. Đây có khoảng tầm 500. Nhưng mà cái này nuôi có sợ chết không? Bác gì? Chết thì chết một. Vẫn là chết bạn. Một phần đấy. À. Kiểu nó không hợp nước đấy. Ừ, thì mình cứ lấy tạm ít một ít để thử trước nhờ. Vâng. Không lấy đi nhiều quá thì sợ nó không hợp nước thì nó chết thì phí quá. Vâng. Tí nữa lấy số của cô này. Xong là nếu mà lấy thì sẽ lên sau. Bên này to hơn nhỉ? Bên nào thì bên này như nhau. Cần dưới á? Đây to hơn này. To này chắc được ít con thôi bác gì ạ? Lấy loại bé này được nhiều con hơn. Vâng. Vâng. Cháu 10 cân thử xem là 10 cân nó có nhiều không? Chắc nó sợ không... nó chết rồi cô nhỉ? Khí hậu ở trên đấy nuôi có hợp không? Mọi người ở trên đấy có hay xuống đây lấy không? Chấm hợp. Hồ bào có cái loại là chấm đen nhỉ? Ừ. Thế lì lấy ra. Lì điếu chứ nó này nhỉ? Chấm này trái. Có mấy loại cơ à bác gì? Có hình 3 loại đấy. 3 loại à? Vâng. Cái chấm này gọi là chấm gì cô? Chấm ăn cỏ. Đây là chấm ăn cỏ á? À thế lấy cái loại này là hợp lý rồi ấy. Vâng. Này chấm ăn cỏ này. Số điện thoại cô là ở ngoài kia đúng không? À. Đấy, ở đây mà mọi người, các bác ở trên vùng cao ấy, ở huyện Xín Mần mà có muốn lấy cá thì có thể là lấy ở nhà cô này cũng được. Số điện thoại đấy ngay lại gửi đi Xín Mần. Vâng. Cá này là mùa nào là hay có nhiều nhất à cô? Loại cá bé hay có cả cá bé? Mùa này. Mùa này rồi ạ? Tháng giêng bán nữa. Dạ vâng. Tháng giêng bán nữa. Đây. Tháng giêng là bán. Ăn Tết xong tầm mùng 6 hay không? Cái thời điểm đấy nuôi là hợp lý hơn đấy bác gì nhá. Vâng, thời đấy thì nó có cho vào lấy không? Anh vào béo. Bỏ dép luôn. Vâng. À đi dép vào. Kéo dép vào đi dép vào cũng được bác gì. Kéo dép vào anh. Một chân thôi. Úi dồi, ở đây còn to hơn hay sao chứ cô? Nhìn nó to nhỉ. Cái này là về rán nhóm rượu là được còn đấy bác gì nha. Úi, ra xem. Vâng. Bác đừng lấy về rán nhóm rượu nhá. Vâng. Vâng. Đấy. Làm 15 cân thì được 1 yến. Đây anh cầm đây. Cầm đây để em múc. Đấy múc đấy, phải không? Phải múc. À. Không có đổ thế được. Cả xô cả nước là 5 cân. Dạ. Ôi. Cái này như kiểu cá. Vâng. Đấy này. À. Như kiểu cá thả ở ruộng nó chỉ to được bằng này thôi nhỉ, bác gì nhỉ? Vâng. Sao vậy? À. Về thảo viện thả ao. Thả ao. Ao được. Đâu, cân xem nào. Nặng nặng rồi à? Vâng. Là lấy 12 cân cho tròn 1 triệu. Thế thiếu 1 cân nữa cô nhỉ? 6 cân rồi. Lấy để vào túi trước đó. Không, cân trước này. Cân trước mà. Là bác sợ con chết gì? Đây. Hôm nay cháu quay video là mai các bác ở trên kia là gọi lấy số lấy cá nhiều ấy cô ạ. Đây bảo đây không đủ
một yên. À đây 15 cân chứ nhỉ? Cái cân này à? À thế cô tặng bác cháu mình 1 cân. Đấy nhá, 18 cân. Vâng. Thì cô đọc số điện thoại của cô cho cháu xem nào. 0352 Yến 15 40 à? 0352 0352 089 089 265 265. Đấy số điện thoại đấy các bác nha. Các bác anh chị ở trên đấy để 2 túi thôi. Trên huyện mà muốn lấy cá này về làm giống ấy thì có thể liên hệ với cô ở đây. Đi xa mà, đi tuần xuyên mân mà. Không sợ đâu. Không, em cứ bảo đảm nhé. Đây, bác ấy làm quen rồi mà bác. Cô ấy làm quen rồi mà. Cứ đảm bảo anh về nhà ở đây còn em bán. Nếu mà về xong này mà nó chết thì nó đo với tiếp. Còn về đây chết rồi em không có cái nhận định. À, đây là cá ấy nhỉ? Cá chê. Cá chê này phải ăn bẩn cơ. Vâng. Bây giờ không có rồi nhỉ? Cái gì không có? Cá chê đấy. Có trong như đây đấy. Đó. Cá chê nuôi không hợp đâu bác gì ạ, nó phải bẩn cơ. Bẩn. Trên đấy nước sạch thì nó phải nuôi cái loại cá này là hợp. Nước sạch này, nước trên đấy nó lạnh. Nó lạnh nữa. Nó lạnh là nó cũng hợp. Hợp mà. Vẫn hợp đấy chứ từng nuôi rồi. Thế có hợp không? Hợp mà. Cái hợp có. Lấy đi, lấy đốt cái này đi. Vâng. Đây xin á? Không. Cho xin được không? Cứ lấy tiền. Lấy bao nhiêu thì lấy 50.000 đô nhá. Vâng vâng vâng. Thế để túi khác thôi, để về nhà. Nên thả chôm nên thả riêng. Ừ, thả riêng mà. Thả riêng thì phải riêng, còn vâng. Thả chôm thì đổ chôm. Nhưng thả mà ví dụ như cho vào bao này mà về đến nhà nó chết là cô vẫn bảo hành đúng không? Đúng rồi. À, còn mình về thả nó không hợp nước các thứ kia là mình sẽ không bảo hành nữa. Không phải là không hợp nước mà thời tiết nó à. Không quá. Vâng vâng vâng. Thế để cháu hiểu rồi. Đó, do thời tiết á. Vâng vâng. Anh cho em tí nước nữa vào đấy. Nhưng mà bây giờ cháu về nhà phải mất tầm khoảng độ 3 tiếng này nó có sao không cô? Đến tối cũng không sao. Mà cái này là với lý do là bao vẫn còn nguyên nhá. Còn là mà nó vâng. Rách nó khủng mà nó chết thì cũng không chịu. Vâng vâng. Nó có bao đây bảo vệ nữa không? Để ô tô đây có cái gì đâu mà nó chết được. Vâng. Nếu cô đôi lúc gửi xe khách thì nó kiểu nó sơ ý, nó mắc vào cái gì, nó cuồng khủng thì nó chết thôi. Vâng. Vì lì này cầm đi, có hai loại đấy. Cái loại vẫn có hai loại mới nhỉ. À. Cơ sở đây, số điện thoại đây các bác. Ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Lấy nốt cá chê đấy về nuôi nhỉ? Ừ. Nơi trước hài à? Hay là lấy đủ 1 cân đi? Không, cá chê nó lại bán con nhé. À bán con. Vâng. Cá chê thì không bán theo cân á? Ừ. Nếu mà lấy nữa thì vào trong kia rồi. Lấy thế thôi nhỉ bác nhỉ? Rồi lấy bằng đấy rồi. Tí sợ nó không hợp ấy. Ừ. Trên đấy lạnh. Lạnh một hai nhiêu mà không có như cái cho nó ăn nó không lớn được. Vâng. Cá chê này nó ăn bẩn lắm. Ăn bẩn. Ờ, phải có cái gì bẩn bẩn vứt vào cho nó ăn cơ. Phải chịu khó đào yun. Đào yun với mổ gà mổ dê. Còn cái này thì bác về là bác cứ chặt lá chuối cho ăn thôi. Vâng, đây ăn được lá chuối rồi. Vâng. Vừa rồi là cháu lấy tặng cho bác là 12 cân rồi nhưng mà cô chủ quán là tặng cho 1 cân. Đúng không? Thì lại lấy thêm 50.000 cá chê nữa. Nhưng mà vừa rồi gọi cho anh Khương ấy, anh bảo là cũng muốn mua chung với cháu để tới này thả ở đấy, xong là sau này mà cá lớn ấy thì mình sẽ chia nhau. Vâng. Đấy, để về ăn đấy. Bây giờ anh ấy là mua cho bác là 12 cân nữa. Rồi. 12 đấy. Cân nữa là thành 1 triệu. Vâng. Yeah. Cảm ơn. Lấy bao cám cho nó ăn được không? À lấy một bao cám nữa nhỉ. Đấy. Vâng. Một bao cám 230.000 nữa.
nhá. Vâng. Thế thì giảm cá. À, không. Kệ nó. Cứ lấy đi. Tại vì mình 4 ao cơ mà. Đúng không? 4 ao thì phải lấy nhiều thì mới đủ. Đây, đi ra bắt cùng đi. Bắt. Đấy, vừa nãy là ngồi nói chuyện ấy bảo là nhà bác gì thì có 4 cái ao cơ các bác ạ. Thì cái chỗ kia đi thì thả được tầm khoảng độ 2 cái ao thôi. Đấy, nên là nuôi sau này sợ là nó lớn ấy thì mình lại tiếc. Bây giờ là cứ lấy thêm khoảng độ mỗi người là 12 cân. Ở bên này là cá to hơn này cô nhỉ? Đây là cá này bắt dễ nhỉ. Nếu thả riêng ao. Mấy cân xô? Cho nó tròn 5 cân đi cô. Bỏ bớt đi anh, để em té bớt đi. Cho nó tròn 5 cân đi. Rồi. 5 cân. Lấy xô vào đây bác gì ạ? Nó nhảy ra ngoài, nó nhảy ra ngoài, nó khát cá nó chết. Rồi nó vậy, nó ra thì nó... Đó. Cá này bằng hai ngón tay rồi bác gì nhỉ? Hai ngón tay đó. Vâng, bằng... Cái này giúp bác phát triển kinh tế nhá, bác gì nhá. Vâng. Con được lấy cái này về rán nhầm rượu rồi nhá. Cái này cũng không ngon đâu. Không ngon. Vâng. Mười bảy cân. 17 cân anh cho thêm nốt một con này. Đấy. Tròn đấy nhỉ, chuẩn đấy nhỉ. Ừ. Đúng là một phát ăn luôn đấy. Đấy, cô lại tặng cho thêm 5 lạng nữa. Vừa nãy là thế là hôm nay mình được tặng 1,5 cân rồi. Vâng. Bác gì ạ? Vâng. 1 cân là 80.000 các bác ạ. 1 cân là 80.000 thì 10 cân sẽ là 800.000. Thì lấy 12 cân thì sẽ là 1 triệu cho tròn. Sau đó là lấy thêm một bao cám nữa. Anh đổ vào đây cho em. Anh đổ cá vào cho em. Vâng. Cũng sắp hết 2 cái ao. Chắc là đủ rồi bây giờ ấy nhỉ? Vâng. Vâng. Trước cháu này đào cho mà. Cái là nguồn nước ở trên đấy chắc bố lắm đấy. Vâng. Nước trước sạch lắm. Làm cá hồi thì nó không làm được. Đấy có kinh phí thì nuôi cá hồi cơ. Kinh phí thì nó nhiều lắm. Cá tầm kia này. Cá tầm cá hồi đây. Cá tầm với hồi cá đây. Cá tầm không được đâu. Nhiều người nuôi lắm nhưng mà kiểu ở trên nó họ nuôi được mà. Biết, nó mưa nắng nhiều. Không. Nhiều lắm. Ở trên vẫn được đấy. Thì chẳng qua nó vốn ít vốn quá. Ít vốn nhưng mà thuốc phải ăn thuốc ghê lắm. Vừa thuốc vừa cám. Cám. À. Vừa là thuốc nữa. À. Thuốc tiêm nữa. À, tiêm nữa cả. Ừ. Thế là cái đấy là phải phải lúc nào cũng ở để chăm sóc ấy nhỉ. Bằng đây bằng cái ao đây phải một người chả làm được cái gì. À. Phải trong mái trời mưa cũng phải đi tắt nước phải chảy bằng điện hết. Ừ. Thổi oxy. Không mở được à bác gì? Từ từ đã để cháu mở. Đấy, mở xem nào. Đấy. Cho bao cám nữa. Mới đầu cá bé thì phải cho ăn cám để nó làm quen nữa các bác. Rồi đóng đi. Được rồi. Đóng luôn cái cửa kia nữa bác ơi. Bên này bác ơi. Bên đấy là bên lái đấy. Hay là cầm chìa khóa lái một đoạn. Nói gì? Cầm chìa khóa lái một đoạn đi.
Cháu tưởng bác ra hỏi bảo cầm chìa khóa lái một đoạn. Thôi đóng cửa đi về đi. Cá để ở trong này luôn này các bác. Không sao đâu nhỉ. Vâng. À, thưa các bác anh chị là hiện tại thì cháu với cả bác dì là về đến nhà rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì Quyết là vừa nãy là nghe bác dì bảo đi học ấy. Đấy, có bạn nhỏ này thì ở đây để hộ chú vác một bao cám tí cho bốn con cá nha cò nhá. Bác dì đi mượn được cái sọt này về để điệu đi. Chứ không à, bác bảo có nước nhiều quá vác không được. Không cá nó... có chết không bác ơi? Hả? Cá có chết không? Có nhìn thấy đâu. Nhưng mà theo bác liệu có chết không? Không biết được. Quyết đi đâu rồi bác sĩ? Đi học rồi. À. Tưởng là đi lấy cá không chưa về để nó xử nó kiểm nó khắc tử đi. Đi bùa đi. À. Đến bên kia. À. Ý là bảo là sợ bác đi lấy cá không về. Vâng. Sau đó là Quyết là đi học trước rồi. Vâng. Đấy, ở trong xe vẫn hôm còn... trước thì các cháu bảo nó phải chăm chỉ đi học ấy. À. Nó phải cũng nghe. Đấy, tí ở trong xe còn mỗi người một chuyến nữa nhỉ. Bác với bạn kia ấy. Vâng. Bây giờ mang đi là thả luôn đấy nhỉ. Vâng. Đấy, các bác thấy ở đây là nước rất là sạch này. Và nó còn lạnh nữa. Cá nuôi ở đây là rất là ngon luôn các bác ạ. Xe máy thì... Ô, xe máy của bác đâu rồi? Để nhà bên kia. Sao lại không để ở đây? Để đây nó xử người ta lấy đi. À. Vâng. Để nhà xe bây kia. Giờ là không đến nơi được, không đến nhà được nhỉ? Vâng. Không đến phải gửi bên kia. Vâng. À, hôm nay vẫn có khách về đấy. Đấy, xe về đến tận đây rồi. À. Ý là hôm nay là có người đến thăm bác à? Vâng. Lâu lắm không được xuống thành phố đấy nhỉ bác nhỉ? Vâng, lâu rồi, được hơn 20 năm mới. Úi dồi ôi. Vâng. Được hơn 20 năm không được xuống thành phố rồi. Vâng. Bây giờ đi xuống như kia thấy có sự thay đổi nhiều không? Ôi, thay đổi nhiều. Xem không còn không nhớ đến nữa. Không biết nữa rồi. Đấy, bác dì vừa nãy đi với cháu thì kể rằng là ngày xưa đi là kiểu là dắt ngựa đi thôi. Đi vâng. Xuống như kia là chở muối về. Tại vì ngày xưa là không có muối để ăn ấy. Mọi người phải dắt ngựa đi chở. Thế là một chuyến chở cước như thế thì sẽ là được 5 cân muối. Vâng. Đi mấy ngày mới về đến nhà bác? Ngày đi xưa? 3 ngày. À, 3 ngày mới về đến nhà. Vâng. Thế buổi tối thì ngủ ở đâu? Buổi tối ngủ trong rừng thôi. Không có nhà gì à? Có thì nó đi phức tạp nhiều. Đấy, ngày xưa nó đi con ngựa con giếng đó. Đi ở bãi. Ngày xưa thì là còn không có nhà nghỉ như bây giờ ấy. Bây giờ gọi là đi đâu lấy đồ gì là mệt là còn có nhà nghỉ. Ngày xưa làm gì có. Ngày xưa ngủ trên rừng. Ngủ trên rừng thì nó được thả con ngựa được ăn cỏ. Đấy các bác ạ, bây giờ là qua cái con suối này ấy. Khe suối này này. Ngày xưa là xe máy ô tô đi thoải mái luôn. Nhưng mà bây giờ sau nhiều trận mưa to ấy thì là nước là cuốn trôi đi hết những cái phần đất ở đây. Nên là hiện tại thì là xe máy không thể xuống nhà bác gì được. Anh người đi bộ là còn khó. Chắc là thả ao này một phần nhà bác nhỉ? Vâng. Xong là ao ở dưới kia. Cái này mặc dù nó không nặng lắm nhưng mà đi khó nhỉ? Vâng, kiểu nó lắc ấy. Có nước nó cứ lắc lư ấy. Vâng. Đấy, ao của bác dì là tí nữa cháu thả đâu cháu sẽ đếm cho các bác xem. Để đây trước hay là để dưới kia trước? Để dưới trước. À. Để dưới thì nước bao này chắc là thả. Bỏ một ao trước. Một ao cơ á? Ừ. Một ao thả nhiều thế cơ á? Đấy. Thì nó chắc phải thả hai ao, nhà mình có 4 ao mà. Vâng. Mỗi túi là thả hai ao. Vâng. Còn tí nữa còn để một ao là thả cá chê nữa. Vâng.
Cá chê là lúc nào bác đào con giun đấy để cho nó ăn cho nó lớn nhanh nhờ. Vâng. Đấy, bây giờ thì thưa cô bác là cháu cũng đã làm nhà xong, thì bây giờ là sẽ tìm cách để bác Dĩ là phát triển kinh tế đấy, cho cái gọi là cần câu. Bây giờ bác ấy thì già rồi, đi làm thuê thì không đi làm được, ở nhà thì nói chung là việc nặng thì bây giờ bác cũng chả làm được nữa đâu. Đấy, năm ngoài 50 rồi, gần 60 tuổi rồi các bác. Quyết hôm nay đi học ấy, bác cho được bao nhiêu tiền rồi? Sáng nay cho thì nó chưa cho đâu. Chưa cho á? Vâng. Thế nó đi học nó không cần tiền à? Vâng, bây giờ nó không cần. À. Thì nó không ở nhà chứ. À, thả ao này. Thả ao này à? Ừ. Không biết đi kiểu nào nhỉ? Đây, cho nó xuống, cho xuống đâu luôn? Xuống, chắc xuống đây đấy á. Hay xuống dưới kia. Xuống bước đây. Qua được không? Được, được. Còn một bao nữa nha, cỏ nha. Ây da, da, da. Đây, thả một nửa thôi bác ạ. Vâng. Cái ao này thả chắc là tốt lắm đây này. Ao này xanh lắm này. Vâng. Bây giờ có cá rồi, phải đi đâu phải để ý nhá bác Dĩ nha. Vâng. Không là đi cả ngày mới tối mới về là sợ đấy. Đứa một tí nhỉ, bế. Bây giờ là thả luôn à? Vâng. Nhưng mà cháu bảo này nhá, mai phải lấy cái gì? Che chứ. Che đây này. Vâng. Không là cá nó ra hết đấy. Vâng. Đặc biệt là những cái bác đáp lại cái chỗ nào mà nó cái thoát nước ấy. Vâng. Lấy cái cây về. Hy vọng là sẽ không chết các bác ạ. Bây giờ là thả vào đây một tí này. Thả xuống cái ao này một tí nhờ. Vâng. Ao này bác thả ít rồi tại vì là sợ nó sạt đấy. Nhờ. Ao này không sạt được đâu. Hay là ao này thả cá chê đi. Vâng. Nhờ. Ừ. Cá chê xong à. Cá chê làm lại ao dưới này thôi. Ao đây á? Ừ, tận dưới. Tận dưới kia á? Vâng. À. Thôi cá chê thả ao đây. Đây nó 3 ao, 4 ao, 5 ao. Đấy, hy vọng là cá sẽ không chết các bác ạ. Bây giờ là bác thả, đừng thả hết nhá bác ơi. Vâng. Thả để một nửa nhá. Vâng. Xem hòn đá ử thì mới ử nhá. À, thả cá là mình phải ném vào hai hòn đá trước. Vâng. Xong mình nói thế nào? Nói theo hòn đá ở đây. À, hòn đá ở đây là cá sẽ cũng sẽ ở đây đúng không? Vâng. Đây này các bác ơi. Cá xuống ao hết rồi này. Ủa, có đứa còn sát bằng mơ rồi. À. Nổ. Bác bảo thả hết vào đây à? Ừ. Nhưng mà... Nó, bắt đầu nó... Mình nuôi dế đây. À. Lấy cám thả dế đây. Ờ. Thế thì bây giờ là bác sẽ thả vào hai ao trước cho cháu nhé. Vâng. Thả hai ao này. Hết chưa? Bao kia để lại mấy con nữa. Cho đằng con này nhá. Vâng, vâng. Tí nó vác hộ lại. Vâng. Thả hết đấy. Đây này. Ui, nó thích lắm này. Vâng, nó nước mát này. Nước này mát, nó sạch nữa. Ừ. Tí đi chặt ít cỏ về băm cho nó xem nó có ăn không. Mai mới ăn. Bây giờ chắc nó đang bị choáng này đây các bác. Vâng. Đấy. Chấm cỏ cái... Ôi, trời ơi này. Ê! Trời, con đi xuống dưới đây. Mày lấy đi bên kia đây. Lấy cái màn về bịt. Bịt đi, không là nó trôi đi hết đấy nhờ. Ừ, có mà. Nhưng mà ở đây trôi nó cũng chỉ xuống ruộng nhà mình thôi. Sao nó trôi xuống suối rồi. Cũng vào ao này nữa. Bác Dĩ ơi, cái này là phải cẩn thận nhá. Cái này cháu sẽ lắp cam đấy. Vâng. Không là nó đi thành như này là vượt một phát là đi được, lấy được nhiều lắm ấy. Đây. Hả? Trôi một con à? To phết đấy đây các bác. Đây là bao cá thứ hai các bác nhá. Đấy, bây giờ thì cháu với xe đi thả. Đây là một bao cá chê nữa, coi mang xuống dưới kia. Cá chê phi. Ây da, đây có con chó đẹp thế. Có chó nhà cò à? Có con của nó màu như này không? Chưa có. Chưa đẻ à? Bao giờ đẻ mà có con màu như này thì để cho chú nhá. Chú mua ấy.
chó này vằn đẹp phết đấy các bác. Như con hổ ấy nhỉ. Mới đầu thì cá này nó còn non ấy, thì cháu mua thêm một bao cám để bổ sung cho nó ăn trước. Sau đó thì mình sẽ lấy lá chuối về cho nó ăn. Lá chuối thì thời điểm đầu tiên ấy thì mình cũng phải băm nhỏ các bác ạ. Cá này nó còn nhỏ ấy. Sau này lớn là chắc một ngày phải hai vác ấy nhỉ bác nhỉ? Chắc hai ba vác mới. Hai ba vác mới đủ à? Vâng. Cái chuối đây. Thưa các bác anh chị, là cái bao thứ hai này thì cháu sẽ thả ở cái ao cá thứ hai này các bác nhé. Ở đây một ao này, ở trên kia một ao, và ở đây có một ao nữa. Ở trên tít trên kia là có một ao nữa kìa các bác. Ngày trước thả mấy con cá suối ở trên kia. Và bác dì bảo với cháu là ở tít dưới này có hai ao nữa. Đấy. Còn rất là nhiều ao chưa có cá để thả luôn đấy các bác ạ. Thấy nước. View rất là đẹp luôn. Nhanh nhá, tí nó chết đấy. Ừ, không sao đâu. Nước không nóng. Đây này, mình xử xem nào. Với để nhiều đi. Cho cò này mấy con, tại vì cò này là đi hộ vác với cả vác mấy bao cám xuống ấy. Nhiều mấy con nhỉ? Đấy. Cho cò mấy con để cò nuôi làm giống nhá. Để nó phát triển nhá. Không được về bán nhá. Ừ. Cò nuôi ở đâu? Cá này. À, con này. Chết rồi. Đi Bắc Quang rồi. Anh tưởng là nuôi ở Chào. Đi Bắc Quang rồi. Chết một con rồi các bác này. Đấy. Thả xuống nhanh đi bác ơi, tí chết đấy. Vâng. Nó hết oxy ấy. Cái bao này để trong ấy mà nhỉ? À. Này sao? Ôi. Ui giời, từ. Để giúp à. Ui giúp. Ê già. Thế đợt này thả bác không cúng nữa à? Không. Thầy cúng mấy câu chứ. Bắn đầu rồi. Ui. Con chó ăn cá thôi. Trời ơi. À. Chó ăn luôn đi. Đấy, khỏe mạnh luôn đấy các bác. Nhìn thấy cá nhiều như này sướng. Ao này ấy, bây giờ nó đang có cỏ rất là nhiều ở bên trong ấy. Thì khả năng là sẽ mai ngày kia là nó sẽ ăn hết cỏ ở đây luôn. Này đúng không? Được đấy. Bây giờ cháu với bác dì sẽ đi lấy ít cám để... Đây thì mấy con 15.000 đấy, họ về bán đây nhỉ. Yeah. Nó to bằng đấy, con mày nhìn bé tí mà nhỉ. Đây thì bác sẽ thả hai ao trước ấy các bác, tại vì là thời gian đầu nó còn bé thì ăn cám ấy, nó cũng cho nó ăn cám khó ấy. Nên là mình sẽ chỉ thả tập trung vào hai ao trước để mình thả cám vào đây cho nó ăn tập trung đã. Sau đó để nó lớn hơn một tí rồi ấy, thì mình sẽ phân ra. Tức nghĩa là mỗi ao sẽ để bao nhiêu con gì đấy. Đấy, hiện tại thì cũng 6 giờ rồi các bác, 6 giờ tối rồi. Thì vừa nãy tưởng là đi đến 2 giờ chiều là về đến nhà, nhưng mà thực sự ra là đi rồi mới biết rất là xa luôn. Đấy, bác dì bây giờ về ấy, mới bắt đầu là sẽ cho nấu cám lợn này, tí nữa cho con lợn ăn. Đấy, một mình thì vợ thì không có, con cái gì không có, bác cũng rất là vất vả luôn các bác. Bây giờ mới bắt đầu nấu cám lợn hả? À? Vâng. Ôi trời ơi. Thế sáng nay bác cho con lợn ăn chưa? Cho rồi. Con lợn còn ở không? Xem nào. Có. Cái con này. Ôi trời, cả ngày không được ăn nữa. Thế sáng nay cho ăn bữa nào? Sáng nay cho rồi, trưa nay không được. À, một ngày bác cho ăn 3 bữa cơ à? Vâng. Ê, nhìn... Thì nó ăn dâu thôi. Đám lợn con này thích thật đấy. Vâng. Lợn nhà bác gì ấy thì là không có cám gì, không có gì cho ăn đấy các bác. À, tại vì bác ấy không có tiền để mà mua thóc hay là mua cám ngô về cho con lợn ăn. Con lợn nhà bác gì chỉ có ăn cây chuối với cả rau rừng thôi.
Đấy, mặc dù là không được ăn tốt nhưng mà con lợn rất là mập mạp luôn. Hả? Ký điếm được mấy con? Đấy, bây giờ có tiền thì mua hộ bác ấy tầm khoảng độ mấy bao cám ở đây cho con lợn ăn đỡ tội nghiệp. Cái nhìn thấy con lợn này tội nghiệp các bác ạ. Tại vì chỉ có ăn rau cỏ cái ấy. Bây giờ bác mở cái bao cám ra mình lấy ít cám đi quăng cho nó ăn. Vâng. Là giống cá trê này các bác. Xem có bao nhiêu con bác gì? Để đếm xem nào. Cẩn thận nhé con chó ăn đấy. Không có cái rổ nhỉ? Có. Có cái rổ đếm mới dễ cơ. Đổ một phát đấy. Mấy con rồi? Một con. Hai. Bốn. Năm. Sáu. Sáu. Ây da. Tám. Chín. Chín. Cá chê này khỏe phết đấy nhỉ. Vâng. Mười. 11 14 19 20 21 tổng là 21 con. Thế bình thường cá chê họ bán bao tiền một con bác gì? Đây á, mấy con 10.000. Mỗi con 10.000 cơ? Ừ. Thế là bao nhiêu? 21 con à? Ừ. 21 con là 200 mấy nhỉ? Đây. Thế là mình mua 50.000 không lỗ đâu nhỉ? Vâng. Mua 50.000 thôi mà, chỗ này không lỗ đâu nhỉ? Vâng. Đấy, thưa các bác anh chị, là hiện tại thì nhà của bác dì ấy là cũng hoàn thiện xong hết rồi, một cái ngôi nhà rất là đẹp các bác ạ. Ở bên kia là cái gọi là cái chuồng để tới này bác có thể để rơm, để thóc các thứ. Đấy, bác để ở bên kia được. Nhà này thì nhà xây thì bác bảo không muốn để ở đây. Đấy, cái cửa kia thì ngày xưa là gió thổi từ cái cửa chính này, thế là va đập vào cái cánh cửa sổ kia bị vỡ. Đấy, tới này thì cháu cũng sẽ lắp thêm một cái cam nữa các bác nhé. Ngày trưa là cô My ở bên Mỹ là gửi tiền cho cháu để cháu đi mua hai cái cam để lắp vào cái kia. Thì một cái lắp ở đây rồi. Một cái tới này thì cháu sẽ bắn ở trên cái mái kia một cái cột sắt lên để nó cao hẳn lên. Sau đó là chiếu thẳng sang kia thì nó sẽ soi hết sang bên này. Đấy, nó như hình một cái điện thoại này luôn. Thì mình ở trong, cháu ở bên huyện ấy, cháu sẽ theo dõi được. Đấy. Cũng là nhờ các cháu thì vất vả các cháu bao nhiêu thì nó thì bây giờ như chú thì nó có được có một ít cây thuốc tí để nhờ cháu lấy đi bán khổ tí. À, thuốc đau xương khớp à bác? Vâng. À, có một tí thôi. Vâng vâng. Còn bao nhiêu bác xem nào? Vâng, có đây đi. Đấy, hiện tại thì thưa cô bác là cái bác dì thì có cái thuốc đau nhức xương khớp ấy, bảo là muốn nhờ cháu là bạn đi bán hộ nữa. Thì hiện tại thì cá thì vẫn chưa đủ đâu các bác. Còn mấy cái ao còn chưa có cá để nuôi cơ. Đấy, nhà đây là nhà tình nghĩa này. Đấy, kênh của cháu với cả anh Khương trao tặng cho hai ông cháu. Đấy, thì hiện tại thì thưa cô bác là đây, bác dì thuốc xương khớp của bác dì đây. Đây rồi. Số mấy cái thằng bé còn biết ai dọn vào. À. Ừ, thằng bé đi họp ấy. Nó bị nó giúp bà dọn về. Thế thì cái này thì cháu sẽ mang về để đóng gói. Vâng. Xong là bán hộ bác cho toàn thể các ông các bà nhé. Vâng. Sau đó được bao nhiêu tiền thì bác cháu mình lại tiếp tục là đặt cá về để thả tiếp. Vâng. Bây giờ có số điện thoại rồi thì cái chị kia, chị sẽ cô kia ấy, thì cô sẽ gửi về đến tận nhà cho bác cháu mình. Vâng. Mình sẽ không phải mất cả ngày đi xuống tận dưới kia để lấy cá nữa. Vâng. Đấy, tức nghĩa là xe khách sẽ đến ở bên trên này này. Ừ, đấy, mình sẽ lên trên kia để đón cá. Vâng. Đấy, còn bán được bao nhiêu tiền thuốc ấy thì là cháu sẽ sử dụng để mua cá tiếp. Vâng. Ví dụ như mình bán được 1 cân thuốc hay là 3, 4, 5 cân thuốc chẳng hạn
thì mình được bao nhiêu tiền thì mình sẽ mua con cá, nó rơi vào tầm khoảng độ 1 triệu đúng không? Thì Vâng. sau này cá chấm cỏ đen ấy thì là nó phải được tầm khoảng độ một con, nó phải được tầm khoảng độ 2 cân. Đấy, 2 cân thì bác cháu mình mới bán đúng không? Vâng. 2 cân một con thì hôm nay là mình mua hết 24 cân nhỉ? Vâng, 25 cân rồi. À, thành 25 cân đúng không? Vâng. 25 cân thì trung bình là mỗi cân là sẽ được tầm khoảng độ 20 con đi, mình tính Vâng. ít nhất đấy đúng không? Vâng, tầm Đấy, thế thôi. mỗi con mỗi cân là được 20 con này. Đấy, 10 Vâng. cân là được 200 con này. Vâng. 20 cân là được 400 con, 25 cân thì Vâng. là được tầm khoảng độ 500 500 con. con. Vâng. Đấy, 500 con thì mình trừ cái khấu hao chết đi thì được tổng tính tầm khoảng độ 400 cân. Ừ, À, 400 400 đến con. hơn 300. 4 gọi là 400 con, 400 Vâng. con thì mỗi con là được 2 cân thì mình mới bán đúng không? Ở Vâng. đây cá là bán bao nhiêu tiền một cân hả bác? Trung bình là mấy cân 100 thôi. Mỗi cân 100, thế mỗi con thì sẽ được 2 cân thì mình mới bán, thì mỗi con là sẽ được 200.000. Vâng. Mỗi con được 200.000, thế thì tương đương với 400 con Vâng. thì là được bao nhiêu tiền bác gì? Cũng không biết nhân Không biết nữa. nhân à? Cháu nhân Vâng. cho bác nghe nhé. Vâng. Đấy, một con thì được 200.000. Vâng. Đấy, thì tương đương với 2 cân. Thế thì 10 con thì được 2 triệu, 100 Vâng. con thì được 20 triệu, Vâng. 400 con thì được 80 triệu. Vâng. Đấy, nếu mà Vâng. mình nuôi trong vòng 2 năm đúng không? Vâng. 2 năm mà bác bán được hết cái chỗ cá này đi thì bác sẽ thu lời về, đó là bỏ ra tầm khoảng độ tính cả tiền mua cám tới này chắc cũng phải 10 triệu đấy. Vâng, Đấy, cả khá tiền khó đi đấy. ăn uống đi lại nữa thì gọi là 10 Vâng. triệu. Thì nếu mà may mắn ấy, 2 năm sau thì mình sẽ thu về tầm khoảng độ 70 triệu. Vâng. Đấy, đấy là cái cần câu cơm cho bác. Vâng. Đấy, có thể là đối với bây giờ tiền Vâng. thì 100-200 thì nó ít thôi các bác. Vâng. 1-2 triệu thì nó cũng không mua được cái gì cả, nhưng mà 1-2 năm nữa thì có thể là cá nó lớn thì bán cái cá kia đi thì sẽ bác gì bác ấy già rồi ấy, bác sẽ có tiền. Đấy, tới này Vâng. thì bán được thuốc này thì cháu sẽ lại tiếp tục là mua giống cá về để Vâng. cho bác gì là bác ấy nuôi tiếp, còn mấy cái ao nữa chưa có cá thả cơ. Đấy, cái Vâng. thuốc đau nhức xương khớp này thì có 7 vị các bác ạ, có 7 Vâng. vị. Đấy, thì dành cho các bác là những ai bị đau nhức xương khớp này, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thoát vị đế đệm. Đấy, đứng cũng đau mà ngồi cũng đau, ngủ cũng đau. Đấy, thậm chí là đau đến mức mà không ăn cơm được cơ. Đấy, mà chân tay đầu gối khuỷu tay các thứ mà bị sưng ấy, đấy, các bác dùng cái thuốc này để xắt nước uống thay nước lọc hàng ngày. Đấy, khi Vâng. mà sử dụng cái thuốc này thì các bác kiêng cho cháu đó là da gà, da vịt, thịt trâu, thịt chó, rau muống, dưa chua, đấy, Vâng. cà muối. Thì gọi là cá da trơn thì không được ăn này các bác. Đấy, cá nào mà có vẩy thì các bác vẫn ăn được, còn cá da trơn như cá chê phi các thứ thì đấy là không ăn được các bác nhé. Đấy, trong cái quá trình dùng thuốc ấy thì các bác phải dùng đủ đúng liều trình thì mới Vâng. khỏi dứt điểm được, còn các bác mà dùng một nửa thì nó chỉ khỏi được một thời gian xong nó lại bị lại thôi. Đấy, Vâng. kể cả các bác bị gút uống cái thuốc này cũng rất là tốt này. Thì bây giờ là bác cho vào bao tải đi, xong là để cháu mang Vâng. về. Đấy, Vâng. cháu bán cho các bác. Đây. Đấy, sau đó là Vâng. được bao nhiêu tiền cháu lại tiếp tục mua cá về đây thả. Đấy, Vâng. hôm nay chi phí đi thì tính cả tiền xe ăn uống mua cả cá cám nữa là cũng đi hơn 4 triệu rồi các bác. Đấy, cho vào cái bao bao vàng kia đi, cháu thấy ở trong đấy còn một ít đấy mà. Ừ. Đấy, bây giờ thì chọn lấy thuốc về, sau đó thì sẽ cho bác gì là thả ít cám vào chỗ con cá kia để cho con cá nó ăn. Đấy, bây giờ thì ở đây thì các bác, nhà của bác gì thì wifi thì cháu có rồi nhé. Đấy, bây giờ vào nhà bác gì là mình sẽ có wifi để bắt mạng ở đây, điện đóm thì cũng đầy đủ rồi các bác ạ. Đấy, phòng ngủ đây một cái thưa các bác là vẫn còn một cái cam nữa để lắp, hiện tại bác gì đang cất ở trong cái tủ này này. Đấy bác ơi,
lấy thuốc sang kia không à? Vâng. Cho con cá ăn nữa là cháu cũng đi về thôi. Vâng. Tối nay bác ở nhà một mình rồi nhỉ? Vâng. Phải xem Quyết. Nhà ấy. Quyết thì đi học rồi. Vâng. Trẻ con không cho đi cũng không được. Đấy, cái gáo đây này. Vâng. Đóng cửa chó này ác lắm. Nên mở cửa lên vào nhà. Chắc cá không sao mấy đâu. Chỉ nó lấy ít ở ban đầu ấy. Vâng, cho nó ăn một ít thôi. Ăn nhiều quá cũng là vừa mới lấy về nó đang mệt nó không ăn vâng. được thì nó phí. Thả vào nhiều tí nó không ăn được cái phí nhỉ. Vâng. Nhưng mà kể cả có ăn được thì chắc một ngày mình cũng chỉ thả một ít này thôi. Thế thôi. Để nó ăn thôi. Thả nhiều quá thì không có tiền để mà mua cám ấy. Vâng. Ôi, các bác ơi, các cháu giúp được thì nó phải chịu khó đi. Vâng. Bác quỷ bác giết đi bán lấy vâng. cho đàn này ăn trước à? Vâng. Cá này cho nó ăn có biết gọi về không bác gì? Có mà. Gọi ăn... gọi kiểu gì? Đâu, mình lấy cái gì băm băm nó khắc về mà. Nó làm quen đấy. Mình lắc nó. Ngày xưa là cháu nuôi cá, cháu đi bộ đội ấy. Nuôi cá là đến giờ ăn là mình cứ vỗ tay rồi. Đấy. Vỗ tay là nó khắc chạy về nó ăn một đàn luôn ấy. Không, mình băm băm thì nó cái thớt ra kêu thì nó khắc về mà. À. Đấy, bây giờ chắc nó đang sợ ấy, nó chưa về ăn đâu. Đây. Cứ thả đây một lúc nữa thì tí nó không bị ăn. Vâng. Ừ. Thả cái ao ở trên kia tiếp các bác ạ. Vâng. Cái này mà nước cạn chắc con chó này nhảy xuống ăn hết. Vâng. Chó với con lợn kia. Đấy, bây giờ Quyết đi học một mình bác ở nhà là cũng buồn đấy, cô đơn đấy. Ừ. Đấy, trêu bác gì bảo là cho bác ấy tìm thêm một bác gái nữa về để ở cùng. Nhưng mà bác bảo không, không lấy nữa đâu. Mình già rồi, chả có ai chịu lấy nữa. À, mai lấy cây về ngăn thì nó không chui đi bên kia. À. Ôi, bác để đấy đi, đi để tí nữa cháu khăng bác đi. Vâng. Đây này bác ơi, nó đang đây này. Đây này. Nó ở đây mà. À. Nó nuôi một chỗ thôi thì nó đây thì nước không chảy gì. À. Bác sửa lại cái ống kia nhá. Vâng. Không à, tí cá trôi đi hết đấy. Vâng. Sợ nó trôi đi, nó mắc ở dưới kia nó chết thôi. Không, nó chả trôi đi đâu cả. Ừ. Đấy thôi à, bây giờ cũng muộn rồi, trời cũng khá là tối rồi các bác ạ. Từ bây giờ nhà, từ nhà của ông dì đấy về nhà ấy thì cũng phải mất tầm khoảng độ hơn một tiếng nữa, tại vì đường đèo ấy, đấy, cháu phải đi qua cái đèo cao cao ở trên kia cả các bác. Đấy, trời tối rồi. Thì bây giờ chắc cháu cũng di chuyển đi về đây các bác. Thôi à, bác gì à, tí nữa tự nấu cơm ăn xong là vâng. À, cơm bác còn cho con lợn ăn nữa nhỉ? Vâng, cơm đó cháu. Thôi chắc cháu đi về đây. Vâng, đuổi nó đi xem tí cho các cháu xem vừa nó ăn kiểu nào. Chắc giờ này nó chưa dám ăn đâu. Có đấy, ăn đấy. Thì bác gì bảo là thả cám ở bên kia đuổi nó đi sang kia ăn đấy. Nó hai ông cháu, hai bố con cùng đi lấy. Hết một ngày cùng à. Đấy, đấy, ăn rồi đấy. Ăn chưa? Đây. Bên kia đây. À, đấy. Nó bắt đấy, đầu đấy. Ăn rồi đấy các bác ạ. Đấy, bây giờ nó đi hết rồi. Cả đàn đi hết rồi. Các bác ai muốn thả cá thì... mua cá vào đây thả cùng với bác gì các bác nhá. Tới này là sẽ các bác lên trên này chơi thì sẽ có cá ăn. Vâng. Và phát triển kinh tế.
Ở đây thì nhà bác Dì rất là đẹp này, view rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chắc cháu đi về nhá các bác nhá. Cơm đã. Thôi, cháu không ăn nữa đâu. Ăn cơm đã. Tối rồi. Xe có đèn mà. Đây, thước phim của cháu hôm nay chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Bây giờ cho cháu xin dừng ghi hình ở đây để cháu di chuyển đi về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.